chưa qua cái lọc nhiễu thì nó lên độ là 95 decibel này. Sau khi làm xong là chúng tôi đã đo kiểm tra về thông mạch này. Đó. 100V này, chuẩn luôn này. Đấy, điện 100V này. 120V này, đo từ từ ra đây, đổ ra đây. Đo nguồn điện 220 này, đo nguồn điện 220 các bạn nhá. Rồi, ra đây là 220V này. Rồi, ok. Đo tiếp mát đi. Từ nhá. Test về tiếp mát nhá các bạn nhá. Test cái thứ hai tiếp mát này, thông mạch này. Đó, thông mạch này. Thông mạch này. Thông mạch tiếp mát này, rồi bên trong. Thưa các bạn, là chúng tôi có một cái ổ cắm trong gia đình này. Cái ổ cắm này này là chưa có lọc điện này. Và ổ cắm này chúng tôi đang dẫn vào cho cái biến áp cách ly này. Và bây giờ chúng tôi đo cái khả năng lọc nhiễu của nó các bạn nhé. Đây, chúng tôi cắm thử đây. Đó, khi mà chưa qua cái lọc nhiễu thì nó lên độ là 95 decibel này. Bây giờ chúng tôi kiểm tra khả năng lọc nhiễu của nó vào nguồn điện 220 này. Đó, các bạn thấy chưa? Êm ru luôn, không có kêu ca gì. Em để vào đây cho anh dễ nhìn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Em dùng làm lại này. Chúng tôi đo kiểm tra từ cái nguồn điện trong gia đình này. Đó, nhiễu nha, nhiễu lên đến 95 decibel này các bạn này. Đó, cái dây chúng tôi cắm là đây. Đúng không? Đó, bây giờ chúng tôi rút ra. Chúng tôi cắm vào cái... Đó, đây, rồi cắm. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? 0 decibel luôn. Và cái máy này chúng tôi đang hoạt động này các bạn nhìn thế này. Đó. Đó, 220V này. Đó, kiểm tra không có cái lỗi lầm gì nha. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, rất là tuyệt vời rồi. Ok. Xin chào các bạn. Thưa các bạn, Đại Khang Audio hôm nay chúng tôi giới thiệu và để bán với các bạn một cái biến áp cách ly kết hợp với lọc điện để chơi audio với công suất là 3.5kVA, giá tiền là 10.500.000. Thưa các bạn, biến áp cách ly kết hợp với lọc điện 3.5kVA do Khang Audio làm có cấu tạo biến áp hình xuyến, nguồn gốc của Canada, hàng tháo máy chúng tôi mua về, chúng tôi cơ cấu thành 3 loại điện áp 100V, 120V và 220V để các bạn sử dụng thuận tiện với các cái thiết bị âm thanh có loại điện áp như chúng tôi chia sẻ ở đây. Thứ hai là biến áp này được chúng tôi cơ cấu vào đây hai cái mạch lọc điện. Mạch lọc điện tầng đầu của hãng Schaeffler 20A và lọc điện sau 20A cho 3 loại điện áp đều được lọc rất là cẩn thận. Và cái biến áp này nó sẽ giúp cho điện vào với hệ thống audio của các bạn là điện sạch, ngăn chặn được các loại nhiễu như nhiễu từ trường, nhiễu radio và nhiễu cao tần. Đồng thời nó có các thiết bị bảo vệ để chống chập hoặc quá tải. Và thưa với các bạn, với cái biến áp 3.5kVA này, các bạn có thể sử dụng cho một cái hệ thống dàn âm thanh high-end, chất lượng cao, công suất lớn, cộng thêm một cái hệ thống chơi karaoke hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu chơi âm thanh của các bạn. Thưa các bạn, cái cấu tạo của cái biến áp cách ly 3.5kVA này, chúng tôi làm vỏ bên ngoài bằng nhôm anode bề mặt cường cứng hóa. Rồi, chúng tôi sử dụng thêm bên trong một cái khung sắt để định vị và ghim chặt cái biến áp này vào trong cái hộp này để vận chuyển hàng hóa cũng như là trong quá trình sử dụng nó được chắc chắn và nó không tạo ra những cái hiệu ứng rung trong quá trình hoạt động. Các cái vật tư mà chúng tôi sử dụng ở bên trong này như là dây dẫn thì cũng đều được là sử dụng dây 2.5 ly của Nhật chống cháy, được bóc cốt hoặc được hàn theo đúng kỹ thuật để đảm bảo được tiếp xúc là tốt nhất. Dây các cái ổ cắm mà chúng tôi sử dụng ở đây cũng được sử dụng là những cái ổ cắm hàng tháo máy, hàng qua sử dụng của Mỹ với một cái chất lượng rất là cao, cắm rút rất chắc chắn và không bị mô ve. Cái đồng hồ thì chúng tôi sử dụng cái loại đồng hồ cao cấp với hai cái chỉ số volt và ampere để cho các bạn sử dụng. Thưa các bạn, là sau khi chúng tôi làm, chúng tôi kiểm tra test về độ bền, test về công suất, test về tiếp mát, test về khả năng chịu tải rất cẩn thận, rồi chúng tôi đóng gói và bán cho các bạn. Chúng tôi bán và bảo hành trong thời gian là 6 tháng và đặc biệt là các bạn có quyền dùng thử trong thời gian 7 ngày
nếu như các bạn không ưng với sản phẩm chúng tôi trình bày ở đây thì các bạn đều có quyền trả lại và chúng tôi trả lại cho các bạn 100% tiền. Chúng tôi làm ra một cái sản phẩm cầu kỳ là vậy, nhưng quá trình bao gói để vận chuyển đến tay các bạn cũng thể hiện được cái sự trau chuốt cầu kỳ bằng cách là chúng tôi bọc cho nó những các cái lớp xốp 3 phần rất là dày dặn, sau đó rồi đóng gói ở trong thùng cắt tông đai khít cẩn thận để làm sao đó khi đến tay với các bạn sản phẩm là nguyên vẹn, không bị chảy xước. Thưa các bạn, biến áp cách ly 3,5 kVA là một trong những các cái biến áp mà nó đáp ứng được cho hầu hết các cái thiết bị âm thanh high-end có ở trong gia đình của các bạn. Đặc biệt hơn nữa là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được cái hệ thống chơi karaoke của các bạn, làm cho nền nhạc tĩnh hơn, không bị hum, không bị ù, lời hát rõ ràng trong trẻo và tiếng trầm cũng rất là mạnh mẽ. Khang Audio hy vọng đây là một trong những cái sản phẩm biến áp cách ly kết hợp với lọc điện hữu ích cho cái hệ thống âm thanh của các bạn. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.